xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả các anh chị em trong thính phòng hôm nay nhân kỷ niệm nhân sắp sang năm mới xuân kỷ hợi. Tôi xin gửi chúc sức khỏe tất cả các anh chị em và mọi nhà nhiều thắng lợi, khỏe mạnh và may mắn. Hôm nay mới được gặp anh ở đây, nhưng mà niềm tự hào nhất là hôm nay
hai anh em mình được mặc áo dài. Và không ạ, ngày xưa chỉ có các chị em phụ nữ mới được mặc áo dài để đi chảy hội ngày xuân thôi. Nhưng bây giờ là cúc phục thì đàn ông cũng được mặc áo dài. Đây là nét đẹp của Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà anh vừa hát một ca khúc với giai điệu Lính Thương Nhau cùng với áo dài này thì em nghĩ là rất là hợp. Đúng không? Rất là phù hợp với ca khúc này. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Hùng rất nhiều đến với chương trình hôm nay. Xin cảm ơn.